Linh hồn chuyển sinh là vì một sứ mệnh nào đó. Chào mừng quý vị đến với chương trình video văn hóa của DKN. Kính thưa quý vị, tình mẫu tử là một trong những tình cảm sâu nặng nhất của con người, cũng là tình yêu vị tha và cao cả nhất. Người mẹ có thể vì con mà cho đi tất cả những gì mình có, thậm chí là cả tính mệnh của mình. Tình cảm yêu thương của con người dường như đều hướng đến sự đoàn tụ, trong khi tình mẫu tử lại hướng đến sự chia ly. Người mẹ mang đứa con của mình đến với thế gian, nhưng lại nuôi nấng và dạy dỗ con cái cho đến khi đứa trẻ có thể tự mình bước ra ngoài thế giới. Vậy nhưng, nhiều người mẹ cảm thấy đứa trẻ là một mảnh da thịt rơi ra từ cơ thể của mình, và coi con cái là một phần của họ. Họ thích kiểm soát và chi phối đứa trẻ. Họ lo sợ rằng con cái của họ sẽ phải chịu nhiều khổ cực. Vì vậy mà đã quyết định tất cả mọi thứ thay cho con mình. Kết quả là tình yêu thương vị tha của người mẹ đã đánh mất đi những điều thiêng liêng trong đó, khiến cho bản thân người mẹ và con cái đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thống khổ. Thánh nhân Khổng Phu Tử đã truyền thụ cho hậu thế rất nhiều về đạo lý làm người. Vậy thì ông đã nhìn nhận như thế nào về sự cấu thành thân thể người? Khổng Phu Tử đã giải thích về vấn đề này trong Dịch Kinh. Trong đó có nói rằng: tinh khí vi vật, du hồn vi biến. Nghĩa là bản chất của sự vật chính là do sự biến hóa của phần hồn. Nói cách khác, từ phương diện vật chất mà suy xét, thì thân xác của hài nhi chính là sự kết hợp của tinh cha huyết mẹ. Tuy nhiên, ở phương diện tinh thần thì đã có sự chuyển sinh và tồn tại của một linh hồn bên trong đó. Nếu những người mẹ có thể hiểu rằng ngoài mối quan hệ cốt nhục đơn thuần với con cái, vẫn còn có một mối liên hệ về tinh thần sâu sắc hơn, cao siêu hơn nữa, thì có thể những người mẹ sẽ càng hiểu được lý do vì sao con cái lại đến bên mình. Với tư cách là một người bảo hộ và che chở, người mẹ cần biết làm như thế nào mới có thể giúp đứa trẻ đạt thành tâm nguyện nhân sinh của chúng. Thai mộng của mẹ. Có nhiều người mẹ đã từng thể nghiệm qua về thai mộng. Những người lớn tuổi ở Trung Quốc nói rằng thai mộng là giấc mộng của người mẹ mang thai về linh hồn sẽ được chuyển sinh, xảy ra trong vài tuần trước khi đứa trẻ được sinh ra. Nằm mộng thấy các loài động vật và thực vật ở nhân gian hoặc là tiên giới, đồ trang sức bằng vàng và bạc, thần tiên hoặc người bình thường, thậm chí là các vì tinh tú trên bầu trời, hoặc là tiến vào bên trong thân thể mình, hoặc đi vào trong nhà mình, cũng có thể được chính mình nhặt lên. Sau khi tỉnh giấc, những cảnh tượng ở trong giấc mơ như đang hiện ra trước mắt một cách rõ ràng, chân thực. Người xưa tin rằng thai mộng là điềm báo cho biết đứa bé trong bụng người mẹ tương lai sau này sẽ trở thành người như thế nào. Trong thơ Tiểu Nhã Tư Can có nói: cát mộng duy hà, duy hùng huy bì. Ý nói, giấc mộng mang đến điều cát tường là giấc mơ về con gấu. Đại nhân chiêm chi, duy hùng duy bì, nam tử chi tường. Tạm hiểu, đại nhân xem quẻ bói, nói rằng nếu mơ thấy con gấu lớn chính là điềm báo may mắn sẽ sinh được quý tử. Người xưa thông qua bói toán biết được rằng nằm mơ thấy gấu là điểm tốt sẽ sinh được con trai. Về sau, mộng hùng, tức là mơ thấy gấu, đã trở thành ngôn ngữ ca tụng, tức là lời chúc gia đình sẽ sinh được quý tử, cũng đã trở thành một câu thành ngữ mộng hùng hữu triệu. Trong cuốn Chu Công Giải Mộng đã đưa ra nhiều lý giải khác nhau đối với các loại thai mộng. Ví dụ như nằm mơ thấy rồng là điềm báo hài tử sẽ giàu sang phú quý.
trong mộng nhìn thấy long giác chính là dấu hiệu sẽ sinh con trai. Thấy long vĩ hoặc ôm vào thân rồng có nghĩa là sinh con gái. Trong sử sách cũng ghi lại rất nhiều giấc mơ của mẫu thân những vị danh nhân. Nhạc Phi, vị tướng quân thần võ nhất trong lịch sử Trung Hoa, không lâu trước khi mẹ của ông chuyển dạ, bà đã nằm mơ thấy chim đại bàng đậu trên nóc nhà của mình. Phụ thân của Nhạc Phi là Nhạc Hòa cũng đoán trước được sự ra đời của nhi tử, tương lai nhất định là người sẽ ôm giữ hoài bão. Vì vậy đã đặt tên cho con, trong đó một chữ Phi, tự là Bằng Cử. Quả nhiên là Nhạc Phi trong tâm ôm giữ chí lớn, hết lòng bảo vệ Giang Sơn Đại Tống khỏi gót giày quân xâm lược, cứu bách tính thoát khỏi cảnh trăm họ lầm than, sinh linh đồ thán. Với tài văn thao võ lược, Nhạc Phi đã thống lĩnh quân Tống thoát khỏi hiểm cảnh, chuyển bại thành thắng. Tài năng trác tuyệt cùng với những chiến tích huy hoàng đã khiến dân gian truyền tụng rằng ông là Đại Bàng Kim Sí Minh Vương chuyển thế. Tuy rằng Nhạc Phi xuất thân bình dân, bị kẻ nịnh thần hãm hại, nhưng cuối cùng ông vẫn được minh oan và được người đời sau xưng tụng là Thụy Hào Trung Vũ, phong danh hiệu Ngạc Vương. Giấc mơ của mẫu thân Lý Bạch, nhà thơ vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Hoa, cũng vô cùng ly kỳ và lãng mạn. Chú ruột của Lý Bạch là Lý Dương Băng đã ghi lại trong cuốn Thảo Đường Tập Tụ rằng vào lúc ánh sáng mờ mịt khi mặt trời lặn, mẹ của Lý Bạch đã mơ thấy sao Trường Canh hay sao Kim tiến vào trong ngực bà. Sau đó bà đã sinh hạ một bé trai. Trong thiên văn cổ đại thì sao Kim còn được gọi là sao Thái Bạch. Nếu như nhìn thấy vào buổi sáng sớm ở chân trời đông thì gọi là sao Mai. Còn lúc chạng vạng tối thấy xuất hiện ở chân trời phía tây thì gọi là sao Hôm hay Trường Canh. Phụ thân vì điều này đã đặt tên cho ông là Bạch, tự Thái Bạch. Thiên khung cùng với những vì sao dường như có mối liên hệ mật thiết đến nguồn gốc sinh mệnh của ông, cũng là nơi khơi nguồn cảm hứng. Lý Bạch dường như có một liên kết đặc biệt với bầu trời đầy sao và đêm trăng. Ông đã sáng tác vô số bài thơ lãng mạn. Một số trong đó được đề tựa là Trường Canh Lý Bạch, Thánh Nhân. Một từ này không đủ để miêu tả những thành tựu về thơ ca của thi nhân vĩ đại này. Hậu nhân tin rằng ông chính là sao Trường Canh Hạ Phàm, cũng vô cùng tôn kính và xưng tụng ông là thi tiên. Hơn 100 năm trước, ở phương Tây cũng đã xuất hiện một ngành khoa học gọi là linh hồn học hay siêu tâm lý học, parapsychology, sử dụng các phương pháp khoa học hiện đại để tiến hành nghiên cứu các hiện tượng huyền bí. Một số trung tâm nghiên cứu khoa học phương Tây đã tiến hành thí nghiệm theo dõi thai phụ bằng các thiết bị tiên tiến và phát hiện ra rằng luôn có một vật sáng đi vào cơ thể thai phụ trong khoảng thời gian ngắn trước khi đứa trẻ chào đời. Các nhà khoa học nhận định rằng đó chính là do linh hồn tiến nhập vào cơ thể đứa bé. Thôi miên là một phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học chính thống phương Tây. Nhà thôi miên học thực hiện thôi miên sâu đối với bệnh nhân, dẫn dắt họ trải qua cảnh tượng trong mơ và kể lại cuộc sống trong tiền kiếp hoặc quá trình chuyển sinh của họ. Các nhà thôi miên tin rằng khi con người chìm vào giấc ngủ, thân thể và não bộ đang trong khoảng thời gian được nghỉ ngơi, thì ý thức có thể di chuyển tự do và nhận thông điệp từ thế giới tâm linh, cũng đồng nghĩa với việc giấc mơ chính là kênh giao tiếp giữa thế giới tâm linh và thế giới thực. Vì vậy, các bà mẹ sắp sinh thai mộng không lâu trước khi em bé chào đời, có thể là do những sinh linh bé nhỏ đó đã giao tiếp với mẹ của chúng trong giấc mơ. Đứa trẻ từ trước khi sinh ra đã tìm kiếm mẹ trong tiềm thức. Không chỉ các bà mẹ mới có thể cảm nhận được sự xuất hiện của nguyên thần con mình từ những giấc mơ,
mà nhiều đứa trẻ cũng có thể nhớ việc chúng đã đến với mẹ của mình như thế nào. Hơn nữa còn vô cùng chi tiết. Bác sĩ sản khoa Nhật Bản nổi tiếng Akira Ikegawa, dựa trên nghiên cứu của chính ông, đã viết cuốn sách When I See My Mother on the Cloud và Mom, I Came for You, tạm dịch Khi thấy mẹ trên mây và Mẹ ơi, con đến tìm mẹ. Trong cuốn sách của mình, Akira Ikegawa đã ghi lại nhiều ví dụ y khoa về ký ức của trẻ trước khi chào đời. Những ghi chép trong nghiên cứu của tiến sĩ Akira Ikegawa nói rằng có rất nhiều đứa trẻ đã miêu tả lại cảnh tượng trước khi được sinh ra. Đó là chúng đã ở trên bầu trời, nơi có những áng mây bồng bềnh và mềm mại, vui đùa cùng với các thiên sứ và tiên tử ở đó và tìm kiếm trên khắp thế giới người mẹ trong tương lai mà chúng nghĩ rằng đó là người phụ nữ tốt nhất trên đời có thể làm mẹ của mình. Sau đó rời khỏi thiên đường mỹ lệ đó, từ từ bay vào trong bụng mẹ. Một bé gái 10 tuổi nói rằng khi nhìn xuống phía dưới qua những áng mây, cảm thấy mẫu thân rất ôn nhu, thùy mị, nên đã quyết định bay đến bên cạnh. Một cậu bé 6 tuổi tên là Seo Long đã kể lại rằng khi lựa chọn mẫu thân trong tương lai cần phải xếp hàng theo thứ tự. Có rất nhiều thiên thần nhỏ xếp thành từng nhóm, đứng thành từng hàng, từng hàng. Các thiên sứ luân phiên bay tới, mang theo những tiểu thiên thần đi tìm mẹ của mình. Những người khác cần phải tiếp tục chờ đợi trong một khoảng thời gian dài cho đến khi thiên sứ quay lại để tiếp tục mang theo người kế tiếp. Khi đến lượt của Seo Long, từ trên bầu trời, cậu ấy cùng với thiên sứ nhìn xuống phía dưới và đã tìm được mẹ của mình. Seo Long cảm thấy người mẹ này là tốt nhất, nhưng có vẻ như mẹ rất cô đơn. Seo Long cảm giác rằng khi cậu ấy đến, thì mẹ sẽ không còn cô đơn tịch mịch nữa. Vì vậy, Seo Long đã quyết định lựa chọn người mẹ này. Một cậu bé khác thì nói rằng trước khi bản thân được sinh ra, đã sắp xếp lựa chọn một người em trai trong tương lai. Ở trên bầu trời, người đệ đệ đó xếp hàng ngay phía sau cậu. Sau khi cậu trao đổi với em trai, cả hai đã lựa chọn người mẹ hiện tại của mình. Có vẻ như việc có con không hề đơn giản như bản thân muốn có một đứa con là có thể đạt được điều đó. Những người lớn tuổi nói rằng đa tử đa phúc. Đại ý nói con cháu đề huề là nhờ phúc khí. Cũng không phải là không có đạo lý. Một thân thể khỏe mạnh bình thường không phải là điều kiện duy nhất để có em bé. Song song với đó thì phúc đức cũng rất quan trọng. Những người mẹ có thể sinh ra một tiểu bảo bối hồn nhiên, ngây thơ là do đã chuẩn bị sẵn hành trang là những phẩm chất tuyệt vời mà một người mẹ cần phải có. Đó là dịu dàng và nhân hậu. Vì vậy mới có thể được lựa chọn trở thành một người mẹ. Hồi ức của những đứa trẻ khi còn ở trong bụng mẹ. Cuốn sách của Phó Giáo sư Fushisan Lida tại Trường Đại học Fukushima I Remember the Time in Mother's Womb. Tạm dịch, tôi vẫn nhớ thời gian trong bụng của mẹ. Và hai cuốn sách kể trên của tiến sĩ Akira Ikegawa cũng ghi lại ký ức của nhiều đứa trẻ khi còn trong bụng mẹ và ký ức về quá trình chào đời. Tiến sĩ Akira Ikegawa đã thực hiện một cuộc khảo sát đối với 1.620 trẻ nhỏ với độ tuổi trung bình là 4 tuổi. Cuộc khảo sát cho thấy 33% trẻ có trí nhớ khi còn trong bụng mẹ. Ngoài ra, 21% trẻ nhỏ khác bảo lưu lại hầu hết ký ức về quá trình chào đời. Tiến sĩ Akira Ikegawa cho biết, những đứa trẻ nằm ngoài những con số thống kê không hẳn là không có trí nhớ về phương diện này, mà là do cha mẹ của các bé chưa từng hỏi vấn đề này với con mình. Nếu như các bà mẹ hỏi con của mình, có lẽ cũng sẽ nghe thấy những lời cảm động từ những đứa trẻ ngây thơ. Những cuộc khảo sát này cho thấy thai nhi có ý thức và sự nhận biết. Một bé trai tên là Tiểu Ưu nói rằng, tuy rằng ở trong bụng mẹ rất tối,
nhưng lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Con có thể bơi qua bơi lại. Con rất muốn được ra ngoài sớm một chút để được gặp mẹ. Trước khi chào đời, Tiểu Ưu đã được thông báo rằng đã đến lúc cậu có thể ra ngoài. Vốn là muốn được nhìn thấy mẹ đầu tiên, nhưng lại bị đặt trong một hộp thủy tinh. Một bé gái 2 tuổi nói rằng đã nhìn thấy mình đang ngồi xổm với hai tay ôm đầu gối khi ở trong bụng mẹ, giống như đang ngâm mình trong bồn tắm. Một đứa trẻ 3 tuổi kể lại, cậu đã chạm vào cuống rốn của mình và nói với các nhà nghiên cứu rằng đây là nơi mà cậu dùng để kết nối với mẹ của mình. Hơn nữa, những thiên sứ sau khi dẫn những tiểu thiên thần đi chọn mẹ xong, cũng không lập tức rời đi, mà họ còn ở lại bảo hộ cho sự an toàn và phát triển của thai nhi. Một đứa trẻ kể lại, có rất nhiều thiên sứ đã cùng nhau mang theo em đưa vào trong bụng mẹ. Sau đó có khoảng 5 thiên sứ trở về thiên đường. Những người còn lại làm cho thân thể của em trở thành hình dạng của con người. Sau khi ngũ quan phát triển đầy đủ là có thể được chào đời. Vào năm 2015, một phụ nữ người Anh có tên là Louise đã cho đăng tải một bức ảnh lên mạng xã hội. Đó là bức ảnh siêu âm được chụp vào năm 2012 khi cô đang mang thai. Điều bất ngờ là trong tấm ảnh đó có sự xuất hiện của một thiên sứ. Louise cho biết, trong bức ảnh dường như có một thiên sứ đang nghiêng mình về phía thai nhi và bảo vệ nó. Con gái tôi đã 3 tuổi và cháu rất ngoan. Tôi cảm thấy rằng cháu đang được Chúa che chở. Dường như thai nhi và người mẹ không chỉ có sự kết nối tương thông về tinh thần, tình cảm, mà cả huyết nhục cũng được phát triển dưới sự chăm sóc và an bài của Thượng Thiên. Mỗi người mẹ khi đón nhận đứa con của mình chào đời, cho dù khỏe mạnh hay đẹp xấu thế nào, đều là món quà mà Thượng Thiên ban tặng. Nếu như có thể có được một đứa con khỏe mạnh và thông minh, vậy thì càng phải biết ơn Thiên Thượng đã yêu ái và ban tặng thiên thần nhỏ đó cho mình. Tiểu hài tử chuyển sinh là để thực hiện một sứ mệnh nào đó. Tất cả mọi việc đều có nguyên nhân. Vì sao trẻ em không ở trên bầu trời cùng với các thiên sứ mà lại phải xuống thế gian này? Các ghi chép trong lịch sử cùng với nghiên cứu của các nhà khoa học đều tồn tại nhiều bằng chứng, chứng minh rằng trẻ em đến thế gian này là để thực hiện một sứ mệnh nào đó. Có một cô gái trẻ chơi đàn violin rất hay, thậm chí còn nhận được giải thưởng nhạc sĩ trẻ xuất sắc khi còn là thanh thiếu niên. Cha mẹ của cô ấy kể lại rằng con gái của họ đã nói cô ấy muốn học violin từ khi còn rất nhỏ. Cũng nói thêm rằng đó là sứ mệnh của cô ấy, trước khi chuyển sinh đã an bài mọi thứ để sau khi được sinh ra sẽ được trau dồi năng khiếu chơi vĩ cầm. Cô gái đã có tiến bộ đáng kinh ngạc trong việc chơi đàn, như thể là ở một kiếp sống trước đó đã từng được chơi loại nhạc cụ này vậy. Chỉ cần giáo viên chỉ dạy một chút liền có thể nắm vững kỹ năng. Một đồng nghiệp làm việc bên cạnh tác giả thậm chí còn lưu giữ được ký ức về tiền kiếp trong khoảng thời gian dài hơn nữa. Lần đầu tiên khi gặp gỡ cô ấy, tác giả đã có chút kinh ngạc. Vì tóc mái của cô ấy cắt ở vị trí ngang trán, còn tóc ở sau lưng thì dài giống như áo choàng. Không nhiều người Trung Quốc để kiểu tóc mái như vậy. Tác giả học hội họa và lịch sử mỹ thuật từ khi còn nhỏ. Khi nhìn thấy cô ấy, tác giả đã nghĩ ngay đến những nhân vật trên những bức bích họa tại Ai Cập cổ đại. Cô ấy nhớ rằng gia đình của mình ở trên thiên thượng. Cha mẹ của cô là người chủ quản, phụ trách rất nhiều chúng sinh ở một thế giới xa xôi. Với thân phận là con của vị giác giả chủ quản một phương trời, cô ấy nhận được rất nhiều sự kính trọng của mọi người. Có một lần, thế giới của cô xuất hiện một sinh mệnh có hình dạng hắc ám kỳ dị. Khi đó, cô ấy cảm thấy rất hiếu kỳ và muốn chơi đùa một chút. Nhưng cha mẹ cô khuyên rằng không nên chơi đùa cùng với thứ đó. Nhưng cô ấy không nghe lời, một mực khăng khăng làm theo ý mình.
Trong khi vui đùa với nó, cô cảm thấy bản thân mình dần dần bị bao phủ bởi một lớp sương mù. Thời gian trôi đi và cô đã không thể nhìn thấy cha mẹ của mình. Cha mẹ cô ấy dường như nghe thấy âm thanh từ phía cô, nhưng lời cha mẹ nói thì cô ấy chỉ có thể nghe thấy một cách mờ nhạt. Cô cảm thấy rất cô đơn, nhưng cô không có cách nào để trở lại thế giới trong sáng ban đầu. Trong những năm dài đằng đẵng sau này, cô cảm thấy tuyệt vọng và dường như cô không bao giờ có thể trở về nhà của mình được nữa. Một ngày nọ, trong vũ trụ bao la rộng lớn, hồng đại vô tỷ, xuất hiện một sự kiện kinh tâm động phách. Chúng sinh các giới đều nói rằng sắp có đại sự xảy ra tại nhân gian. Điều này đối với cảnh giới sinh mệnh tại mỗi tầng thứ mà nói thì là vô vàn may mắn. Chúng sinh các giới đều muốn phái đại biểu cho thể hệ vũ trụ của mình tham dự vào sự kiện này. Điều khiến cô chấn động nhất là chỉ cần có thể tham gia vào sự kiện lần này, cô ấy sẽ có được cơ hội quay trở lại cảnh giới bản nguyên sinh mệnh của mình. Cô nghe nói rằng, thế giới thiên quốc của mình cũng đang thảo luận sôi nổi về việc sẽ cử ai đi. Đây quả là cơ hội ngàn năm có một. Cô đã khẩn thiết xin phép cha mẹ để cho cô đại biểu cho quần thể sinh mệnh trong thể hệ vũ trụ của họ. Nhưng cha mẹ cô vô cùng do dự, bởi vì họ biết rằng chuyến đi này sẽ gặp vô vàn gian khổ, thế nhân hiểm ác. Chỉ cần cô có một chút mảy may sơ sẩy sẽ không thể quay trở lại được, và tất cả những huy hoàng vốn có sẽ bị mất hết. Nhưng cô quá háo hức để có thể về nhà, quá mong mỏi để có thể gặp lại cha mẹ. Do vậy, cô vẫn kiên quyết trở thành người đại diện. Vì thân phận của cô phù hợp với tư cách trở thành người đại biểu cho quần thể của họ, cùng với ý chí kiên định muốn trở về nhà của cô vô cùng mạnh mẽ. Cuối cùng, cha mẹ đã chấp nhận lời thỉnh cầu của cô. Cô nhìn thấy trong thiên thể xuất hiện một chùm ánh sáng to lớn vô tỷ và rất nhiều sinh mệnh từ các hướng khác nhau hóa thành từng đạo ngân quang từ bốn phương tám hướng tiến nhập vào cột ánh sáng khổng lồ đó. Tích tắc sau, cô ấy cũng bay đến và tiến vào trong. Khoảnh khắc đó, có một âm thanh nói với cô rằng cô sẽ quên tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra ở đây. Cô hét lên tuyệt vọng. Không, tôi sẽ không quên, tôi nhất định sẽ nhớ nhà của mình. Khi đến thế giới này, vì để chuẩn bị cho mọi thứ, cho việc có thể hoàn thành sứ mệnh của mình trong tương lai, nên cô đã trải qua nhiều lần luân hồi chuyển sinh. Ấn tượng sâu sắc nhất là có một lần chuyển sinh thành nữ hoàng Ai Cập cổ đại. Nghe đến đây, tác giả không khỏi bật cười. Tác giả nói với cô ấy rằng, ấn tượng đầu tiên của tác giả đối với cô là tại sao trông cô có thể giống người Ai Cập cổ đại đến vậy. Lần chuyển sinh này của cô chính là thời khắc để hoàn thành sứ mệnh từ vạn cổ. Mẫu thân kiếp này của cô thuần khiết nhân hậu, lựa chọn người mẹ này mới có thể giúp cô hoàn thành được sứ mệnh. Tiếp theo, cô cảm thấy dường như mình đang tiến nhập vào một không gian. Ở đó không thể hô hấp, cũng không thể ăn, nhưng lại không thể chết ngạt hoặc chết đói. Sau đó cô cảm nhận được bản thân đang phải chịu đựng một áp lực đè nén, khiến cô vô cùng ngột ngạt, rồi cảm thấy chói mắt. Tuy nhiên lại cảm nhận được bản thân có thể cử động một cách tự do. Nhưng dường như ai đó đã đánh vào mông cô ấy. Cổ họng cô thốt ra một âm thanh. Cô ấy tự nghĩ, tại sao lại đánh tôi? Đón nhận lấy âm thanh của cô lại là một phát đánh nữa. Lần này cô khóc lên hai tiếng để phản đối. Kết quả là cô phát hiện ra rằng chỉ cần cô ấy khóc là sẽ không bị đánh, nên cô ấy cứ tiếp tục khóc. Trong kiếp sống này, cô đã trải qua nhiều khổ nạn. Sau khi sinh con lại mắc bệnh nặng,
tuổi còn trẻ nhưng đã phải điều trị hàng năm trời tại bệnh viện. Cô ấy nhận ra rằng nhân sinh thật ngắn ngủi và mờ mịt. Chỉ có nhanh chóng tu luyện thì kiếp này mới có thể quay trở lại gia viên trên thiên quốc, cùng hoàn thành được sứ mệnh mang đến ánh sáng và hạnh phúc cho thế giới thiên quốc của mình. Con trai cô khi còn nhỏ đã có thể nhìn thấy thần tiên, và cô cũng đã giúp đỡ con trai của mình trên con đường tu luyện, hỗ trợ con hoàn thành sứ mệnh. Trong văn hóa tu luyện của người Trung Hoa cổ xưa, có rất nhiều câu chuyện về những vị thần tiên trên trời vì phạm luật nên bị đày xuống trần gian để chịu đựng gian khổ và tu luyện, thì mới có thể trở về thượng giới. Hoặc được thần tiên ở cảnh giới cao hơn giao phó trọng trách, ủy thác sứ mệnh giáng hạ thế gian, phổ độ chúng sinh, cứu tế độ nhân. Thật sự không ngờ được rằng những truyền thuyết thần thoại cổ xưa đó lại có thể xảy ra hàng ngày cùng với đồng nghiệp làm việc bên cạnh tác giả, khi mà bản thân cô ấy đã tự mình trải qua. Sứ mệnh của người mẹ. Những câu chuyện thoạt nghe có vẻ thần kỳ này lại là lịch sử vô cùng chân thật, là những ghi chép trong nghiên cứu khoa học, hoặc đã xảy ra đối với bạn bè, người thân bên cạnh chúng ta. Việc sinh thành và giáo dục con cái dường như là quá đỗi bình thường. Nhưng không ngờ được rằng trong quá trình đó lại chứa đựng nhiều điều phức tạp và kỳ diệu đến vậy. Càng không nghĩ đến lại có liên quan đến vũ trụ, thiên sứ, thần linh. Một đứa trẻ chính là một món quà được thiên thượng ban tặng cho người mẹ. Mặc dù người mẹ nuôi dưỡng và dạy dỗ con cái, nhưng họ chỉ là người giám hộ về tinh thần, chứ không phải là người sở hữu. Món quà này quá quý giá. Làm thế nào để một người mẹ chăm sóc con thật tốt và chu toàn sự giao phó mà thiên thượng đã an bài để giúp con hoàn thành sứ mệnh của mình là trách nhiệm của mỗi người mẹ. Những đứa trẻ mang theo thiện tâm được thiên phú cùng với tài năng của chúng đến với chúng ta. Vì vậy, nhất định phải làm cho chúng trở nên kiên cường hơn nữa, lương thiện hơn nữa. Người mẹ chính là cô giáo tốt nhất. Các bà mẹ hiểu được việc tự lập trong cuộc sống của con cái và sự cao quý trong nhân cách của chúng. Họ sẽ tôn trọng con cái của họ. Trẻ cũng có thể học cách tôn trọng người khác từ sự tôn trọng mà mẹ chúng dành cho chúng. Vì trong tương lai, con cái có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cuộc sống vốn là như vậy. Trong nửa đời người, mẹ có thể che chở, ủng hộ con, nhưng tuyệt đối không được để con mình lùi bước trước khó khăn phía trước. Càng không thể để con sinh ra tâm oán hận. Các bà mẹ có thể giúp đứa trẻ hiểu được rằng khi càng cảm thấy thiếu sự quan tâm, càng nên học cách quan tâm đến người khác. Lúc càng cảm thấy mất đi tình yêu thương, vậy thì càng nên học cách yêu thương người khác. Tình yêu thương giữa mọi người với nhau là thứ tình cảm tốt đẹp nhất. Khi mà con trẻ học được cách yêu thương, cũng chính là lúc chúng được hồi báo trong khi không cảm nhận được. Đây là cách tốt nhất để giúp trẻ vượt qua những khoảng thời gian khó khăn phía trước trong cuộc sống. Người mẹ giống như một cây cung, thượng thiên đặt mũi tên vào bên trong. Nhưng mũi tên cũng không thuộc về cây cung. Thiên thượng chính là cung tiễn thủ, nhắm mũi tên bắn trúng vào hồng tâm. Là cây cung, người mẹ nên thuận theo lực độ mạnh yếu của cung thủ cùng với phương hướng được bắn ra mà thể hiện ra năng lực lớn nhất. Chu cấp bao nhiêu tiền tài cho con cái cũng không bằng giáo dục cho con trẻ những nguyên tắc làm người cùng với đức hạnh mà các vị thánh nhân thời cổ đại đã truyền dạy. Mẫu thân của Nhạc Phi xăm lên lưng con trai 4 chữ tinh trung báo quốc, khuyên con tòng quân. Trong lòng đau thấu tâm can, nhưng đại nghĩa đó đã thôi thúc Nhạc Phi xuất lĩnh quân Tống, ngăn cản được vó ngựa Thiết Phù Đồ, liên hoàn mã, thiết kỵ binh của nước Kim, một mạch thẳng tiến đến Hoàng Hà. Mẫu thân của Mạnh Tử
Mạnh mẫu ngừng dệt vải để dạy con, tơ sợi liền tâm. Lại khiến cho con trai bà trốn học, sau 3 lần chuyển nhà, minh bạch ra đạo lý, không bỏ cuộc giữa chừng. Tố chất kiên trì bền bỉ, cuối cùng trở thành bậc hiền nhân của đạo nho. Hãy trân trọng món quà này của thiên thượng, phát huy khả năng tối đa của bản thân để truyền năng lượng vào mũi tên, làm cho mũi tên trở nên lấp lánh ánh hào quang, ghim thẳng vào hồng tâm. Đây là một món quà báo đáp tuyệt vời nhất của mẹ mà Thượng Thiên đã ban tặng. Một cây cung như vậy mới thực sự là một cây cung được chạm khắc thành báu vật chân quý. Và một người mẹ như vậy mới là một người mẹ hoàn thành được sứ mệnh khi đến thế gian. Thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin khép lại chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.